nghĩ anh này đã có gia đình rồi. Anh lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. Lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. 4 năm 3 tháng rồi. Chia ra làm hai phương án thôi. Phương án A và phương án C. Hay không? Cái chuyện nhạc sĩ hay không? Cái chữ A với C là hay quá Quỳnh ơi. Hay quá. Quá sắc Quỳnh ơi. Ước nho ăn. Gái ăn nhẹ nhẹ thôi nha. Yêu thương em bất chấp. Giờ ai đụng thì bên Quỳnh chết. Còn em bận gì mà dư giả vậy? À không, tại vì ngày hôm nay á, mọi người cũng biết là Hoàng Yến có phong cách là cá tính nhiều. Nhưng mà hôm nay là Hoàng Yến chọn layout ốc mượn bèo. Tại sao vậy? Ốc mượn bèo cho nó bánh bèo. Bánh bèo. Gái bánh bèo. Con bèo quá thì phải chịu. Con gái là phải chịu. Người ta mới yêu. Quỷ sứ à. Quỷ sứ à. Quỳnh ngồi kế bên toàn là bông hoa mà nó đua nở, em mệt không Quỳnh? Thật ra thì mọi người có mặc trang phục kiểu như thế nào thì vẫn toát ra lộng lẫy hết. Bởi vì các bạn đều rất là xinh đẹp. Em đến đây thì nói chung là mình không lộng lẫy được thì mình cứ mặc sơ sơ thôi. Mặc sơ sơ. Với cái kinh nghiệm làm trong showbiz lâu năm của em và xung quanh của em toàn màu tím thôi, thì em nhận ra đâu đó phản phất màu tím kèo trên chẳng hạn. Tím kèo trên nha. Có chàng trai biết lên đâu? Em thì thấy anh ấy là men hoàn toàn ấy. Thì kiểu là anh có cái sự thành công dẫn đến sự tự tin rất là lớn. Có một chút ngông nghênh trong người. Tinh nghịch đáng yêu vậy mà. Và rất là thoải mái và tự tin rồi. Nhưng mà em nghĩ anh này đã có gia đình rồi. Anh lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. Anh lấy vợ được 4 năm 3 tháng rồi. 4 năm 3 tháng rồi. Trời đất ơi, dễ sợ thiệt. Ủa Quỳnh ơi, Quỳnh. Thầy ơi, anh ngoài việc là viết nhạc anh còn làm thầy bói nữa hả? Không, không, đây không bói, đây là đón lụi thôi. Đón lụi thôi. Lấy vợ mà báo luôn thời gian đó. Hồi nãy nhiều khi đứa con thiệt á. Thì nghĩ bạn đúng là có khuôn mặt rất là đẹp, rất là hợp cả hai phái đấy. Hai phái. Quỳnh nó dùng cái từ thấy ghét này. Quỳnh cũng tiếp xúc các bạn cũng nhiều. Và trong cái tiếng nói của bạn phát ra thì Quỳnh nghe cảm giác nó hơi dịu dàng một chút. Cho nên là Quỳnh nghĩ bạn là màu tím. Quỳnh lên cho coi cái dữ liệu này quan trọng. À, chân mày này thiệt bén, nhưng mà bén thiệt chứ không phải là tỉa nha. Bạn này đứng gần nó đẹp trai hơn là đứng đó, xa. Đúng, chính xác. Rất đẹp trai luôn. Ở ngoài hồi nãy em định chọn tím đó. Cực kỳ đẹp trai nhưng tím nha. Cực kỳ đẹp trai nhưng tím nha. Gì vậy anh? Cái nét này tím nha. Thì em cũng thấy tím mà. Quỳnh thấy thì bạn cũng là một người là theo như Quỳnh nhìn khuôn mặt thì là một người có hoài bão rất là lớn. Theo như tính toán của Quỳnh thì là bạn chưa... Tính toán luôn. Ý là... Em tới đây cho người ta em chọn thôi mà tính toán dữ vậy. Ý là theo như suy luận. Suy luận của Quỳnh thì là bạn chưa đạt được những gì bạn muốn. Thầy thử là bạn vẫn đang còn trên con đường chinh phục. Thì chính vì thế trong quá trình mà tình yêu ấy thì lúc đầu bạn yêu thì vẫn là chân thành thôi. Nhưng mà khi mà đặt giữa ước mơ của bạn với việc mà kết hôn với người đó, bạn sẽ lựa chọn cái xây dựng ước mơ tiếp. Cho nên Quỳnh nghĩ bạn vẫn đang độc thân. Sâu sắc. Hai, anh đồng ý với em. Nãy giờ người ta mới thấy có một cái lời nói mà nó đáng để nghe nè. Không, bây giờ mình hiểu tại sao mà các cái ca từ trong cái bài hát của anh Quỳnh nó rất là lạ. Đó. Tại vì cái anh ấy phát ngôn nó lạ. Cái từ tính toán này. Này, anh ấy đi theo chân mẹ cha. Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng một thứ gì. Như tình yêu nào, những đứa trẻ con thì... Ừ, đó. Nhưng mà nha, tức là vì mình này, mình ngồi đây thì mình nói rằng là anh này là anh ấy đang coi trọng sự nghiệp này kia. Nhưng mà Quỳnh này dùng cái từ là anh chưa đạt được những cái anh muốn. Thích cái từ này mà còn bọn mình nói với nhau là bọn mình bảo là debut, anh hiểu không? Debut. Con người ta sâu sắc ở chỗ đó đó. Không biết có đúng hay không thôi. Được kệ đi. Support the cup. Anh không hiểu. Em nói sao mà tao không hiểu luôn vậy? Nó bậy mà. Xuất sắc thiệt. Tiếng Nga gặp người ta là Zrasvuchie. Nhấp tu riêng. Hả? Nhấp tu riêng. Zrasvuchie. 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 Té xuống giếng. Đúng rồi. Gặp ta chào té xuống giếng. Thôi vô kia chủ đề chính nè. Nãy giờ thấy cũng như Giang nói thì cũng khá là men men.
nhưng mà cũng khá là nhút nhát, nhìn có vẻ không có nhát đâu, ngại thôi, không biết cô chú á. Người ta ngại khác, ta nhát gì Sáu ơi. Nhát gái sao anh? Không có nhát gái, cái mặt này là mặt ngại, kiểu mắc cỡ. Em thử nói thử có thái độ sao? Thằng ơi, anh về chương trình, anh đừng nói vô lúc anh nói được không? Ok, anh ngủ anh nè. Anh về chương trình đi. Rồi, anh ngủ nè. Đó, thì cái bạn này khi mà cười là có cái nét gì đó nó cute của mai que. Cũng có chút gì đó nó hơi nữ tính xíu, không biết sao thấy kỳ kỳ á. Không có đâu. Tại người ta có tiền con. Lại nói vô. Chị nói hết đi chị. Của chị hết, chị nói cảm ơn Giang, Giang xinh nhất ở đây, Giang đẹp quá. Giang hãy bên chị coi. Khi mà nhìn thấy không, cái những cái điệu bộ, những cái kiểu chỉ, khuôn mặt á, nó nói là cái gì đó nó hơi nữ tính xíu. Wow. Thôi thấy vậy là màu khó chọn quá à. Tìm đi tìm. Chị suy nghĩ tiếp nha. Hả, kêu chị suy nghĩ tiếp ha. Thích em nghe Quỳnh nói, em thích nghe có cái từ mới. Quỳnh nói cái gì cho nó viết lên cây có được cái Quỳnh. Anh dùng từ đi, dùng từ đi anh. Em cứu anh lại đi, anh bị Yến này triệt tiêu anh quá mà. Kiểu như bạn mình cũng gặp ngoài đời rồi. Hả? Không, tức là cái nét của bạn ấy thì vẫn chia ra làm hai phương án thôi, phương án A và phương án C. Tức là hay không? Cái nói chuyện nhạc sĩ hay không? Cái chữ A với C là phương án mê A Quỳnh C. Ghê, mà A nào là C nào? A là gì mà C là gì chứ? Em do Quỳnh không thích phương án B nên Quỳnh dùng cho A với C, thôi chung có gì đặc biệt hết đó. Phương án A là tức là một bạn mà chuyên phụ trách cứu máy tính cho Quỳnh, thì bạn cũng kiểu như này. Cũng rất là hiền, rất là nhút nhát. Và mọi người sẽ tưởng là bạn ấy hơi tím một chút, nhưng mà thật sự bạn ấy sắp lấy vợ rồi. Và anh C thì là lúc nãy phát video bạn này nhìn bạn thứ ba thì bạn này cười say đắm lắm. Em cứ là Quỳnh quan sát theo cái phương án C của Quỳnh thì Quỳnh thấy vẫn có một chút gì đó tình cảm. Đó, tình cảm là sao em? Tình cảm là ông số 4 có tình cảm với ông số 3 hay... Tức là bạn ấy số 4 thích một bạn ước nam. Ước ác. À, thích một bạn nam. Hoặc mà cái phương án B là không có. Phương án B là phương án có gia đình rồi thì không có được. Bạn chưa có gia đình đâu. Phụ nữ họ không thích chồng mình lái cái xe đó đi ngoài đường như vậy đâu. Quỳnh nghĩ thế. Cho nên là Quỳnh nghĩ là bạn ấy sẽ độc thân hoặc là màu tím. Nhưng mà hiện tại thì Quỳnh hy vọng là màu xanh sẽ hợp. Bởi vì là bạn cũng ở bên Nga, sẽ phù hợp với Mila của chúng ta. Anh có vui tính không? Nói chung mà vui. Vui à? Vui, vui. Vui à? Không vui thì không sống được đến ngày phút này không đâu. Không vui đâu có viết lên cây đúng không? Dạ. Quỳnh thì Quỳnh xin chọn luôn là màu tím. Thì trong cái khi giọng nói vui của mình thì Quỳnh đoán được một chút gì đó. Đúng là như anh Thanh nói thì bạn sẽ là, nếu mà có một cặp trong cộng đồng của bạn thì bạn sẽ là một người hậu phương cho cái người đó. Hậu phương nha. Là em nói, ở đấy để cho dùng cái từ hay không? Em dùng cái từ là chồng vợ nhưng mà không nha, dùng từ hậu phương nha. Hậu phương. Hay quá Quỳnh ơi. Hay quá. Xuất sắc Quỳnh ơi. Người ta nhạc sĩ. Trời ơi hay quá. Cái mà chữ nó đi vào đầu cơ. Trời dạ ơi. Đúng rồi. Thì mình chọn ai cũng được ha anh. Đúng rồi, lên dắt tay người đó ra nha, bí mật nha. Sao cũng đứng y như tượng hả? Chọn ai, chọn anh này. Quang Nhi. Em chọn ai anh nói đi. Đó, ngay giờ em đang đứng đó. Ai cũng áo đen hết trời mà. Anh kỳ, em chọn anh cũng áo đen kìa. Ai giơ tay ra chị chọn nè. Thôi, giơ tay mà nóng chọn. Thôi, thử anh này đi ha. Một buổi picnic với người yêu Võ Hoàng Yến bắt đầu. Dành anh giọng đi picnic đi anh, mình đâu chơi vậy. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my đó. Time for show. Gì mà nó té dữ vậy? Bị gãy giày rồi. Đau quá. Đi không được, bồng đi. Bồng đi kìa, bồng đi kìa. Không được kìa. Bồng đi. Bồng anh ghé ngồi. Đúng rồi, ngồi bên đường. Có quà gì tặng em ha? Chưa ngày vật xuất hiện. À.
dễ thương. Yến có vẻ đắc chí quá nha. Mè đó. Trời ơi, cứu em, cứu em, em bị bắt rồi. À, cứu em. À. Rồi, cảm ơn bạn, hay quá. Rồi, xong tình huống 1. Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn trai. Được không? Mà lên. Em. Rồi, người thứ hai, ai muốn lên? Thôi để em lên cho. Em muốn lên coi sao? Này để tôi coi Quỳnh chọn ai này. Quỳnh chọn cũng thú vị nha. Yeah. Khoan, bây giờ là ngược lại. Buổi đi chơi picnic, em Nam sẽ đóng vai là người yêu gái của Phan Mạnh Quỳnh. Đi cậu. Thành phố này, những con đường quen, hai đứa mình đi. Ủa là ai gái hay ai trai nè anh nói? Tùy à, ai thấy mình gái tự làm gái à. Thấy mình gái hơn vậy. Go đi em. Your girl. Cầm bàn tay phía sau và em tựa nghiêng đầu. Dễ thương vậy. Có chàng trai viết lên cây. Trời ơi, mê Phan Mạnh Quỳnh quá. Mê Quỳnh quá. Wow. Tôi mê Quỳnh quá. Quỳnh ơi, trời có Quỳnh chùm. Bước nho ăn. Gái ăn nhẹ nhẹ thôi nha. Thử trước. Hay quá Quỳnh ơi. Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta. Người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm dài ngày. Vì người mà anh càng vững vàng để trở về. Để em an tâm trong đời. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thank you. Em hay quá Quỳnh, em đúng là kiểu đàn ông mà có tư duy á. Đầu óc mình hiểu mình phải làm gì, em hay lắm. Yêu thương em bất chấp, giờ ai đụng đến Phan Quỳnh chết với tôi. Sống chết liền. Cho vậy luôn. Ai lên.